Chiếc xe nhỏ xíu này ngày nào cũng đều chất đầy ắp gạo và các nhu yếu phẩm để gửi đến cho bà con trong tâm dịch. Thật cảm động và ấm lòng biết bao trước vòng tay nhân ái và nghĩa cử cao đẹp của các tấm lòng hảo tâm luôn hướng về miền Nam suốt 2 tháng qua. Tháng 8 vừa qua, Chi hội thiện nhân trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động đóng góp cho phòng chống dịch, ủng hộ các trang thiết bị cần thiết cho bệnh viện dã chiến, các tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, mặt trận tổ quốc với tổng kinh phí lên đến 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chi hội còn trao tặng quà nhu yếu phẩm cho những hộ công nhân thất nghiệp, người khuyết tật bán vé số, người lụm ve chai, người già cả neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.